thì chỉ từ này đi biển thế. Cắm xúc xích cho con giống chết luôn đấy. Nếu muốn tôi ba về. Nếu muốn về à? Ừ. Sao? Nếu muốn về à? Thế là mình sẽ luộc rau để cho Bibi và người ăn. Tiên nay có rất nhiều gia đình rồi mới tới đây chơi. Gia đình tới trông rất là happy. Mua mọi người nhé. Mua này thì mình phải luộc chín đâu. Mua cho con ngựa. Đơn giản không? Rất là đơn giản. Ai thầm về được món rau luộc rất là ngon mọi người à. Nó chiên xúc xích, xúc xích. Cái đường nó quay lại, anh gặp trong đây là... Cái đường nó quay lại, anh gặp trong đây là... Cái đường nó quay lại, anh gặp trong đây là...
Rồi hai con về ăn đi vơi. Đôi nón mà. Con xúc xích đi. Rồi con xúc xích đi. Đứng ngồi luôn xin cảm ơn. Rồi. Ba lấy ngô vô đi ăn. Đi, đi cầm đây. Nè. Cầm nhá. Cầm đây đây, cầm đây. Đi cầm nhá. Được, cầm bạn. Bia mình mì. Bia mình mì á. Bia mình mì nào. Đây à. Bia mình mì á. Bia mình mì á. Bia mình mì á. Bia mình mì á. Biên rau nào. Làm biên rau nhá. Súp lơ này. Con cho nhiều cho cây rồi. Này con cho đi ăn nhiều cây rồi. Thích xúc ăn được không con? Rau nè, súp lơ nè.
ăn không đấy? Ăn chỗ là năm đấy. Rồi. Thôi nhá, ba ghép đoạn đồ về nhá. Con cửa mấy cái chân bạt đi con.
Sao mày? Bibi muốn về à? Ừ? Sao? Bibi muốn về à? Ừ? Rồi sót đồ gì nữa không? Số 3 chị. Còn thiếu đồ gì nữa không? Piano cần xíu. Đi về nhà rồi đi. Bi, đi kiểm tra coi thiếu gì à? Hả? Thiếu gì nữa không? Hả? Này Suka với chị có thích không? À, hôm sau đi rồi nhá. Hôm sau mình đi một tỉnh nào đấy xa hơn đi. Ba Bibi đi trước rồi con với mẹ vì chị bay vào sau. Ok? Sao? Bay đi máy bay giờ khỏe hơn. Đi vào tỉnh nào? Đi vào tỉnh nào nhiều cảnh đẹp.